mồng ba Tết, thánh hóa công ăn việc làm. Cỏ cây cho lòng vui thêm ngất ngây, đoàn con đây đến quỳ đây thỉnh dâng Chúa câu ca này, trong niềm tin lên lòng say xin Ngài dù thương nhân con luôn được vững vàng, cho niềm tin đêm ngày tươi sáng. Xin để con sống tình tương hôm mai, đừng dừng thế con nắm trong gai. Xin Ngài thương che chở tháng ngày, cho đời con sống theo lời Ngài. Mang gì về cho mẹ? Khi những cánh hoa đua nhau khoe sắc khắp không gian là báo hiệu một mùa xuân mới lại về. Đây là lúc những người con xa quê, xa cha mẹ lại háo hức tìm kiếm, chọn lựa để mang gì về cho mẹ trong dịp Tết cổ truyền. Có lẽ vì thế mà bài hát Mang tiền về cho mẹ đã trở thành một câu nói cửa miệng của nhiều bạn trẻ hôm nay. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Tiền ở đây là minh chứng đứa con đã trưởng thành, có khả năng tự làm ra tiền và tự nuôi sống bản thân. Thế nên, mẹ hãy yên tâm về con. Và giả dụ như năm nay làm ăn thất bại, thì ít nhất con cũng đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Lời hát là lời tự bạch của con kể về những hy sinh của mẹ đã làm nên cuộc đời con. Ôi những ngày sáng quét, gió liêu xiêu dáng mẹ gầy xo. Có khi mẹ ngất giữa đường vì cả ngày chẳng có gì no. Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu, cũng chỉ vì lo cho con. Và tình mẹ thì vĩnh cửu, nên cho dù thành đạt ra sao, dù bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà vẫn là một đứa con ngoan. Khi con nổi tiếng và có chỗ đứng trong xã hội thì cũng không quên lời mẹ dạy, phải luôn là một công dân tốt và là người lương thiện. Con của ngày hôm nay chính là được xây dựng từ những yêu thương, quan tâm và những lời mẹ dạy. Cho đời con luôn được vững vàng, cho niềm tin đêm ngày tươi sáng. Mang tiền về cho mẹ còn như là một lời nhắc nhẹ nhàng dành cho những đứa con xa quê, là sắp đến Tết rồi, về nhà đi thôi. Một năm trôi qua với bao nhiêu phiền muộn, cảm xúc, giờ là lúc vứt bỏ hết mọi sự ưu phiền để trở về quây quần bên gia đình. Quả thực, năm nay nhiều người có lẽ không thể mang tiền về cho mẹ. Đại dịch dẫn đến phong tỏa kéo dài, không được đi làm, mất nguồn thu lại chi phí tăng cao.
có người hao hụt kinh tế, có người nợ chồng chất vì làm ăn thất bại, có người tan gia tài sản. Vì thế, chỉ cầu mong không mang ưu phiền về cho gia đình là hạnh phúc rồi. Ngày xin ơn Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Chúng ta tin rằng mọi sự đều cần phải nhờ ơn trên phù giúp, chúc phúc. Bởi vì nếu Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng bằng uổng công. Kinh nghiệm người xưa cũng nói: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trong 2 năm qua, chỉ vì một con virus nhỏ bé, thế mà đã làm sụp đổ nhiều nền kinh tế. Nó làm trì trệ biết bao công việc. Nó phá vỡ biết bao dự định và kế hoạch của con người. Thế nên, việc cầu trời, khấn trời, dù ở cung trời văn minh hay chốn hồng hoang, vẫn là cần thiết. Con người luôn bất lực trước sức mạnh của sự dữ. Con người như cảm thấy mình quá nhỏ bé so với vạn vật được tạo thành. Sự khiêm tốn đòi hỏi con người phải cần đến sự trợ giúp và chúc lành của đấng tạo thành. Và với lòng khiêm tốn, xin Chúa là đấng quyền năng chúc lành cho công việc của chúng ta, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Xin Chúa ban cho một năm mưa thuận gió hòa, thế thái bình an, người người vui mừng vì nhìn thấy thành quả do công mình làm ra được Thiên Chúa chúc phúc. Amen. Chúa xin cho công việc làm của chúng con năm nay gặp nhiều thuận lợi và thành công mỹ mãn. Lạy Chúa xin cho hết mọi người gặp nhiều thuận lợi trong công ăn việc làm và cuộc sống an vui, gặp nhiều thuận lợi trong công ăn việc làm và cuộc sống an vui.